Rồi, chào mừng các bạn ở clip này luôn nha. Lời nói đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì, chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thân nhất nha. Buổi chiều mà mời các bạn trải nghiệm cùng mình đặt bẫy chuột không ngồi bạn ơi. Mình đi chủ mục đích của mình là tìm chuột bẫy gắn nha bạn. Chỉ tiêu mình đặt ra trong hai lần thăm tối nay và sáng ngày mai cuốn á là 50 con chuột bẫy gắn nha bạn, 50 con thôi. Thì cái khung cảnh này thì mình đã cách đây khoảng hơn 10 ngày trước thì mình với Nhí đặt rồi các bạn. Thì bữa đó thì đụng với anh Bảy, đụng với anh Bảy Thép cũng đặt ở khu vực này nè. Đây, cái đồng này thôi. Anh Bảy thì đặt 200 cái, mình với Nhí bữa đó mình cũng xạ, mình cuốn luôn. Thì mấy bữa sau thì có anh Tư với mấy anh em Trà Vinh qua đặt nha bạn, đặt rồi. Thì bữa nay mình quay lại thì mình thấy người ta xiệt nè bạn. Đây cũng như chì nè, chì lại xiệt nè, xiệt chuột. Cái miếng này thì người ta xiệt được đêm này là đêm thứ ba đó, nghĩa là cách đây 2 đêm rồi. Còn cái miếng bên kia thì người ta đã xiệt bữa trước nữa bạn. Thì mình cũng cố gắng mình đặt hết luôn nha bạn ơi. Đặt hết 80 cái. Ý lộn, đặt chưa hết chứ. Còn bao nhiêu nó là hết 80 cái nha bạn. Còn khoảng cả 10 ngoài cái gì đó. Ok, chờ đợi hành trình tối đêm nay thôi nha. Tối hôm nay mình cuốn, mình thăm bẫy nha bạn, các bạn theo chân mình nha. Cũng vòng giường không bạn ơi, clip nè, ta lên chiều thì đụng xịt chuột, tối thì đụng anh em ta đi đập chuột nè bạn, đập con chăn cái dàn bẫy của mình luôn. Biết hồi nãy giờ đập không biết đập có xẹp cái bẫy nào của mình không nữa. Mấy anh em đập cho bẫy chuột hồi nãy giờ có thấy bẫy mình cầm không? Có mà có ai phá nữa kìa ông nội. Có ai phá nữa hả? Ừ. Trời đất ơi. Vậy hả? Mấy anh ở đâu đây mấy anh? Mấy anh gần ở đây hay gì? Gần ở đây hả? Bên sông Đinh hả? Ồ, sông Đinh qua. Có ai phá nữa hả? Dĩ hả? Ồ. Mình đi cái chừng đạp nghe mấy anh. Rồi. Guồng vòng ở đó chắc mấy cái bẫy mình, mấy ảnh nó được mê chuột á. Mê mê chuột rồi, có thể được coi chừng đạp của mình. Rồi. 50 con chuột. Bây giờ mình hạ chi tiêu nha. Còn 25 con. Nhưng mà mình rút luôn rồi bạn ơi. Rút luôn nha bạn. Ok, mấy anh em lại xong ép xong đinh chứ bạn. Cái đầu tiên của mình chết quất. Vui. Lần đầu tiên mình thấy cảnh này các bạn. Mấy ảnh nói có ai phá không biết có ai phá không đó. Chung là đây là gần nhà mình các bạn. Đây là gần nhà. Bó tay thì cái thứ hai chết quất luôn. lụm chuột. Một người đuổi một người canh các bạn. Nhớ cái thời xưa của mình á, có cái đèn 6 tắc với cái bình 12 đi đập bằng cái chổi trà không, cái trà dừa á, trà dừa rồi nó đuổi vô bẫy rồi. Ú vô khui đừng chuột bẫy gắn các bạn ơi, vô nha. Đó, người ta đập vô chuột mình, vô bẫy mình thấy chưa. Dính hả? Đâu? Ý, chuột bự nè. Chuột bẫy gắn bạn ơi, mình đang mê chuột này nha bạn. Đó. Bự không? Bự chà bá luôn ha. Đó. Ô. Chuột này được bạn. Ngon, chuột này chuột thịt, chuột mình chuột nhậu nha. Chuột nhậu mình không có mê. Chuột bẫy gắn nè, được 3 con rồi đó nha bạn. Chuột bẫy gắn nhí nè, chuột này quá nhỏ rồi. Chuột này phải dưỡng nó chứ, cho nó uống sữa. Quá wow, trời nhạc trong nhà nó sung đùng đùng luôn, nghe có chừng có bản quyền các bạn. Khui ồ đen con đó nè, dính cũng ly chia bạn ơi. Được cái máy ảnh nha, tại mình đặt cái chăn cái dàn bẫy luôn đó. đi theo ảnh các bạn, chạy theo ảnh mà không, mấy anh đó không kịp nữa. Anh quất vậy nè, ngã cờ trơn quất dèo cái đầu cỏ bó tay luôn. Mình thấy hiện tượng sập rồi, em được gắn. Trời ơi, trời chụp lép luôn rồi trời. Chết luôn rồi. Ngã nghiêng. Nó đi nhanh quá bạn, đi tới đó. Mình cuốn kịp không? Nhạc thì nó đập cũng bởi tim. Rồi cái mấy con này muốn hụt hơi luôn. Còn sót lại được con mà, con thứ 5 các bạn. Mình nghi cái này mất rồi các bạn.
nghi là nghi chốc, mình không đổ quan cho anh em bạn đâu nha. Đó. Mất luôn cái này, nó là xiềng còn cái cờ không, đặt như đây nè, hướng đây mà còn mất dài dài. Cái khúc này mày đặt thưa đó bạn ơi. Mất nãy giờ 6 cái nha các bạn. Khui, mất luôn 7 cái. Dày thật dày, bấy dày lắm. Ê, cái này còn nữa rồi. Mất 7 cái, cái này còn. Dính được một chút nhỏ nè. Chút nhắc nè. Cái này còn luôn, mất 7 cái. Mình tính quay trực tiếp luôn, không có điếm nữa các bạn. 7 cái rồi, đây có 1 cái nữa nè. Này còn mọi người, này dính một chục bự vô. Vô. Quá chục siêu to khổng lồ rồi. Quá đã ăn chục rồi. Phải gì mới được chứ. Ừ, mất nhiều mất đi. Quá đã. Dính chục biết nói chuyện luôn. Lâu lâu cũng còn sót lại con gì nữa. Chục khủng bích lột, cái lưng đụng lột luôn. Quá sướng. Ốp máy các bạn, mình mừng quá, mình hết dẫn rồi. Mất luôn cái bẫy này luôn, còn có bẹo không? 8 cái. Nói chung là chắc mất nhiều bạn ơi. Mình phát hiện bên đó có một tốp nữa các bạn. Con tốp bên đó nữa nha, đó. Tốp đó nãy giờ mình chưa gặp các bạn, còn cái tốp gặp thì nó nằm ở đây nè. Đó đó, cái tốp đó đó. Thì mình đi theo gượt theo mấy ảnh đó, mình đi cuốn hết vỏ bẫy rồi, mình mới quay trở lại lúc mình chào gặp mấy ảnh chào hỏi đó. Thì đi theo đường này men ở đây thì gặp đây con tốp đó nè, đang trong đó mình cũng có bẫy nữa nha bạn. Thì mấy ảnh nãy nói có người phá nữa kìa, không biết tốp nào phá. Đổ thừa qua đổ thừa lại mất 8 cái bẫy rồi, chúng phọc luôn, mất luôn. Hay quá trời, mất hết thằng chừa cài không quá chân. Cái này mà mất là no rồi, mất luôn. Đây là cái bờ cuối cùng các bạn. Mất nãy giờ 12 cái rồi đó. Cái hang này trong này được ra cái đường mòn chạy ra nè. Cái này hình như là gặp 2 cái thôi. Đúng rồi, 2 cái mất tư của bẹo luôn rồi. Đúng rồi, mình bước vào cái bờ ngói này mình khai trương 2 cái bạn. Rồi, đây. Chết thiệt. Có cái bẹo lần sau mình lấy sót được. Ngồi cho nó chạy ra đây nè. Chạy tới bốn hối, đặt cái bẹo đây, đặt cái đống đây. Ôi 12, 13 cái bẫy rồi, trời. Đặt không có mà cũng bị mất nữa, trời. Vậy là cái bà này mất hết rồi. Cái bà này mà đặt cũng thưa lắm, cái bà này mà đặt tính ra dùng chúng ta không đầy chục cái nữa đó. Cái bà còn lại như nè. Mất nữa chứ đâu. Rồi còn. Cái số này còn trời. Quá tai thiệt chứ. Quá chừng. Giấy chờ cái này còn đi. Mất tiêu luôn. 14 cái. À, cái chuột này các bạn. 14 cái rồi đó. Đó, chân thiệt. À, mình phát hiện là 14 cây cờ mà không có cái bẫy đó nha. Còn cái thứ mà mất cờ mất bẫy luôn mình không biết đó nha. Đạp dẹp mình không thấy được nó đó. 14. Còn cái này nè. Đang có đường mòn rồi. 15. Cây cờ còn. Bó tinh thì chưa. Cái băng nó có 3 tên nha bạn. Thì nãy giờ mình đi thêm một đoạn nữa bạn ơi, mình cũng biết mất được nhiều cái nữa nha. Mà không thấy cờ cho nên không biết mất nhiều cái. Dự đoán mình có khoảng 5-6 cái gì nữa. Thì là trước sau mình mất khoảng cỡ nãy là 17 cái. Với 5-6 cái nè, khoảng cỡ tầm 20 ngoài cái nha bạn. Số chuột của mình thì được hình như là 7 con. 7 con chuột. Ok. Trời ơi, rượt ở đây còn cái nè. Đi xa xa là thấy lá cờ kìa trời. Rồi cái tâm trí của mình tiêu. Nè. Nè. Đây còn cái cờ nữa nè. Sót bằng cái này sót nha bạn. Lỗi tại mình. Đi kiếm kiếm mình nghe lại nha bạn. Còn có khi nè. Hồi nãy mình phát hiện mấy anh kia không thấy tay cầm bẫy nha. Mà khi gần cuối cục bờ là gặp mình.
khi nào dục đốt bẫy đâu đây không. Nghi qua những người tốt thì xin lỗi nha, tự động mình không biết bay á, tự động bẫy mình biết bay á. Nói chung là chúc các bạn xem video vui vẻ nha, rồi hẹn gặp lại các bạn clip sau nha, là cái clip bẫy gắn nha. Bye bye cả nhà nha, bye 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 bye.